Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị đầu bờ nghiệm thu mô hình sản xuất hàng hóa giống cà chua VT10, VT5 chất lượng cao theo hướng an toàn. Mô hình do Viện Cây Lương thực và Cây Thực phẩm chủ trì thực hiện từ tháng 7 năm 2019 với quy mô 20 ha tại xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên và các xã Thiện Phiến, Hưng Đạo, Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ trong hai vụ thu đông và vụ đông. Kết quả cho thấy hai giống cà chua này phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu của tỉnh Hưng Yên, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Giống cà chua VT5 có thời gian sinh trưởng ngắn, khả năng chịu nóng tốt so với các giống cà chua đang trồng tại địa phương, thích hợp trồng vụ đông sớm. Giống cà chua VT10 cho năng suất rất cao, quả ngon, nhiều bột, phù hợp với trồng vụ đông chính. Trong năm 2019, Sở Khoa và Công nghệ đã triển khai nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Sở đã tổ chức 7 lớp tập huấn cho gần 1.000 học viên đến từ các sở ngành đoàn thể, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh với các nội dung vai trò của sở hữu trí tuệ với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các kiến thức pháp luật và chính sách, cách thức tiếp cận, giải pháp chọn sản phẩm khởi nghiệp gắn khởi nghiệp với đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã lựa chọn hỗ trợ 8 mô hình khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh, mục tiêu nhằm tạo lập môi trường thuận lợi, đào tạo nâng cao kỹ năng cho người dân, tăng cường kết nối các nguồn lực xã hội hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp. Những năm qua, Sở Khoa và Công nghệ đã không ngừng hỗ trợ nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng hoa ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, giúp nâng cao hiệu quả kinh tế gấp hàng chục lần so với trước đây. Anh Lê Mạnh Tuyến ở thôn 7 trồng hoa đã gần 20 năm nay. Trước, anh chủ yếu sản xuất theo truyền thống nên hiệu quả kinh tế không cao. Khoảng 5 năm trở lại đây, anh tích cực áp dụng tiến bộ khoa học giúp nâng cao hiệu quả kinh tế gấp nhiều lần. Thay vì trồng hoa trên đất, toàn bộ diện tích hơn 3 mẫu hoa hồng đều được anh trồng trên giá thể. Anh Tuyến cũng thành công trong việc xử lý hoa ra theo ý muốn khi gặp thời tiết bất lợi. Lai ghép nhiều giống hoa hồng mới được thị trường ưa chuộng. Cùng với đó, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng nhãn hiệu tập thể Hoa Xuân Quan giúp cho việc tiêu thụ sản phẩm của gia đình anh có nhiều thuận lợi. Việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong cái sản xuất hoa cây cảnh của Xuân Quan đã và đang đem lại hiệu quả rất cao, ngày càng được khẳng định trên thị trường. Đó là cái việc mà chất lượng rồi quảng bá cái thương hiệu cho làng nghề hoa cây cảnh. Hiện nay, trên địa bàn xã Xuân Quan có khoảng 1.800 hộ trồng hoa, trong đó gần 50% số hộ trồng hoa công nghệ cao. Điển hình là ông Phan Ngọc Oanh, Võ Tuấn Phong, Nguyễn Ngọc Hàm. Khoa học công nghệ được áp dụng ở tất cả các khâu, từ nhân giống chăm sóc đến bảo quản hoa. Người dân đã bước đầu tiếp cận với phương pháp nhân giống hoa bằng nuôi cấy mô, giúp chủ động về nguồn giống có chất lượng tốt và sạch bệnh. Nhờ vậy, nhiều hộ dân thu tiền tỷ từ trồng hoa, giá trị kinh tế khoảng 800 triệu đồng một hecta. Tôi đã từng tham gia rất nhiều các lớp tập vấn ở Sở Khoa Công nghệ. Và ngày xưa thì tôi làm hoa truyền thống. Sau khi được học thì tôi đã áp dụng những công nghệ vào trồng hoa và cho cây phát triển rất tốt và cho thu nhập rất cao ạ. Trong thời gian tới thì ngành khoa công nghệ thì sẽ tiếp tục là tổ chức là đào tạo tập huấn kỹ thuật cho tất cả các bà con nông dân để trồng hoa, áp dụng các cái mô hình công nghệ trong sản xuất là nuôi cấy mô để tạo ra các cái vùng sản xuất hoa trồng hoa tập trung, xây dựng các cái thương hiệu cho các sản phẩm của làng nghề hoa truyền thống và cũng áp dụng tất cả những cái thành tựu tốt nhất của cách mạng công nghệ 4.0 để cho sản xuất trồng hoa. Người dân xã Xuân Quan đang chuẩn bị cho mùa hoa Tết với niềm vui khi giá trị kinh tế của cây hoa không ngừng được nâng cao. Để đạt được kết quả trên, có một phần đóng góp không nhỏ của việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.